Hey, xin chào cả nhà. Mở màn chức năng Mega Rail với 3 Pokemon Starter Gen 1 thì đây là boss cuối cùng bọn mình thực hiện sau Venusaur và Charizard. Đặc thù của trứng Mega là bạn sẽ không biết trước nở ra Pokemon nào, nên sau vài đợt đánh trùng thì bọn mình cũng đã tiếp cận được Mega Blastoise tại Gym Phật Bà Trụ Xá Lợi, quận 3 để mà thực hiện nốt thử thách em này. Mặc dù khá trễ nhưng buổi chiều tối luôn là khoảng thời gian đông trainer đánh nhất, phòng luôn đầy khi trứng vừa nở. Mega Blastoise vẫn giữ nguyên hệ nước tương tự như là ở dạng thông thường và đội hình 6 Pokemon khắc chế bao gồm: đầu tiên huyền thoại Zekrom với Charged Beam và White Charge. Thứ hai thì là huyền thoại Raikou với Thunder Shock và White Charge. Thứ ba thì là Magnezone với Spark và White Charge. Thứ tư thì là huyền thoại Zapdos với Thunder Shock và Thunderbolt. Thứ năm thì là Rose Raid với Razor Leaf và Grass Knot. Và cuối cùng là Venusaur với White Whip và Frenzy Plant. Mega Blastoise vẫn giữ nguyên đơn hệ nước như ở dạng bình thường, kỵ hai hệ điện cỏ, nên các trainer tham gia xếp đủ đội hình các Pokemon có skill hai hệ trên là được. Đội hình càng đông đánh càng nhanh thì nhận được càng nhiều Mega Energy. Sau khi tiến hóa lên hình dạng Mega, cơ thể nó có phần thay đổi về cấu trúc mai của nó. Đầu tiên là hai bên tay của nó mọc ra hai chiếc mai nhỏ trông như là hai chiếc khiên, kèm theo đó là hai chiếc vòi rồng nhỏ. Hai khẩu pháo trên lưng của nó lúc này được thay thế bằng một vòi rồng có kích cỡ lớn ngay chính giữa. Cả ba khẩu pháo đều có khả năng thu vào dưới vỏ mai của nó. Vòi rồng cỡ lớn đặt giữa mai thì có khả năng kéo ra phía trước với uy lực có thể gây ra những vụ nổ có khoảng cách xa lên đến là 6 dặm, tương đương là 10 cây số. Cấu tạo phần đầu có chút thay đổi khi xuất hiện các gờ nhọn kéo dài từ phần mũi đến mang tai của nó. Đôi mắt chuyển từ màu trắng sang đỏ thẫm. Phần cằm của nó mọc ra gai nhọn trông giống như là bộ râu. Mega Blastoise lần đầu được xuất hiện trong phiên bản đặc biệt của Pokemon The Series X-Wife có tên là Pokemon Mega Evolution Special 1, được phát hành vào ngày 31 tháng 4, 2013 tại Nhật Bản. Trong tập này thì trainer Shibo sở hữu Mega Blastoise đã có màn đấu tay đôi với Charizard của Alan. Cuối cùng Blastoise đã có chiến thắng chung cuộc khi hạ gục được Charizard. Sau khi kết thúc boss Mega Blastoise thì nó sẽ trở lại hình dạng thông thường. Tiếp đến sẽ đến phần bắt Pokemon và các trainer sẽ bắt dạng cấp 3 Blastoise của nó. Về kích thước vòng tròn Excellent cũng như góc ném của Boss Blastoise, bọn mình đã thực hiện tại các video trước đó. Các bạn mới chơi có thể tham khảo tại hai video Blastoise Normal Form và Close Form này nha. Boss Blastoise không khó bắt, nó thường đứng yên bất động khá lâu nên các bạn kiên nhẫn chờ các cú tấn công của nó kèm theo dưới vàng hoặc dưới bạn để lấy trọn 20 kẹo em này. Đặc thù của các trận đánh Boss Mega là nên có càng đông trainer tham gia chung thì càng tốt để mà thu được cái lượng đá Mega Energy nhiều nhất, nên hãy rủ bạn bè tham gia cùng là nhanh nhất ha. Ok, yes, thành công rồi. Giống như các Boss Mega khác thì bộ chiêu của Mega Blastoise cũng tương tự với Blastoise dạng bình thường. Bọn mình thử lên cả Mega Form của dạng thường và Shiny xem nào. Blastoise đeo kính đen được bắt trong sự kiện Community Day của Squirtle cũng có thể lên được Mega nha. Vậy là ngoài Shadow Blastoise và Clone Blastoise không thể tiến hóa Mega thì Costume Blastoise, tức là Blastoise có mang ngoại trang, cũng có thể dùng để lên Mega được. M
Mega Pokemon có thể sử dụng để đánh PvP cá nhân, đánh team Go Rocket, đánh gym và chụp hình Go Snapshot. Bạn chưa thể dùng Mega Pokemon trong các giải đấu Go Battle League nha. Và đó là tất cả thông tin liên quan đến Mega Blastoise. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Cảm ơn đã xem video và đừng quên like cũng như là subscribe cho bọn mình. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn để lại dưới comment cho bọn mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.